Chào quý vị các bạn, shop Bao Mario tiếp tục về thêm một chiếc đầu đặc cấp nữa của Huawei, đó chính là DP510. Quay xuống. Đấy nó mà DP510. Đây cũng là một chiếc đầu CD rất đặc cấp của Huawei. Đầu 5. Cũng có thể làm đác. Làm đác qua đường cáp quang in và cáp đồng trục input. Các cổng ra thì có RCA 35 đầy đủ. Điện 100V. Đầy đủ điều khiển. Dây nguồn Kataro. Còn tất cả còn như mới. Giá là trên 70 triệu. Em sẽ cập nhật giá sớm nhất bởi vì máy mới về cho nên là cũng chưa thể cân đối được giá ngay, còn cước vận chuyển này nọ. Xin cảm ơn các bác.